Xin chào mọi người, mình lại gặp nhau nữa rồi. Bây giờ mình lại ra vườn xem có gì thu hoạch được thì mình thu hoạch tiếp ha. Ơi con gái. Dạ. Làm gì đó? Con coi đậu hả? Con chào cô chú nè. Con chào cô chú. Con đậu đậu bún hả? Ở đây có mấy trái đậu bún nè, nó cũng bự trái rồi. Mình xả hai mấy trái đậu này vô đây. Cắt nó cho nó dễ, nó không bị đứt dây. Được được mấy trái? Để mình xào xào lộn lộn cái này kia ha. Lấy trái nữa nè. Bốn năm trái. Vậy được rồi, còn chê gì nữa. Coi mọi người xem mấy cây rau xà lách nè, mình trồng nay được mười mấy ngày, mười ngày hay mười mấy ngày gì đó mà đẹp chưa. Sao hả, thấy cưng gì đâu. Lần đầu tiên mình trồng cải xà lách này ha, trồng trước được năm cây được mười mấy ngày rồi. Mình đi qua kia mình hái mấy trái dưa leo nữa ha. Ở bên đó có mấy trái dưa leo nè. Đây nè. Này mình hái được mấy đợt rồi cho nên trái nó không có được to luôn. Đây. À, mình lấy cái bịch này mình trùm trùm lại cho đỡ con rùa vàng nó đục á. Chút nữa rồi hái. Thì hái luôn chứ đâu có để. Trái này ngon, to nhưng mà chưa có già. Trái này nó như trái như cá lưỡi câu. Đây nữa. Đây trái nữa nè. Cái này nó bị ong ruồi đục hết khúc đuôi rồi nhưng mà vẫn còn ăn được. Đây trái nữa. Trái này hái luôn không? Không, trái đó còn hơi nhỏ. Ít bữa nữa hái chừng cho trái này ha. Đem con. Mình trồng mấy cái cải xà lách tím nè, mình mới vừa trồng vô. Ở bên kia mình trồng một cái chỗ đó đó được một mớ, cũng trồng canh tết đợi tết đó mà không biết có được hay không, cho mọi người xem ha. Ở mình đây mà trồng được cái ớt chuông có trái nè, nó không bằng ở ngoài Đà Lạt nhưng mà như vậy á hả, nó chưa có già nhưng mà chắc còn lớn nữa đó. Nhưng mà thấy ngon không? Thấy đẹp à. Ít bữa nữa rồi hái để dành. Mình đi qua đây hái hai trái bầu xem. Rồi con cắt trái bầu nha, mẹ bợ con cắt nha, chưa từ từ nha. Rồi, con cắt đi. Cắt nha. Cắt. Rồi, wow. Một trái. Nè con bỏ vô mẹ coi. Dạ. Rồi con quăng cắt vô mẹ trái bầu coi. Dạ, quăng mẹ. Cắt đi. Rồi, lẻ đi. Rồi. Rồi. Trái bầu nặng quá. Con bỏ vô mẹ coi.
mình qua đây mình quay cho mọi người xem đậu cô ve. Mà cô ve bụi với mình trồng nay được 1 tháng rồi mà nó đã có bông rồi nè. Đó, công nhận nó cũng nhanh thiệt luôn á. Này nó có bông, cây nào cũng có bông hết trơn á. Cây này là nó trổ bông luôn nè. Này nó trổ bông rồi nè. Nó trổ bông cũng chưa có nhiều, nhưng mà cây nào nó cũng có bông và có búp hết rồi. Hãy coi cái gì dưa này cái có trái không. Hổm hả, nó còn số con trái quá chừng luôn, to mà nó cũng không có già nữa, nó to hơn bắp tay mình. Mẹ ơi, trái này hái không, trái này bị hư. Trái đó bị kiến rùi vàng thì nó đục, nó hư rồi. Hái đi, bỏ. Ở đây mẹ, hoa mai. Đây cũng có nữa mà nó rùi vàng nhiều quá, nó đục hư hết trơn. Chúng quay phim với hoa đó hả? Còn cái mít nè, ở dưới đây dưới gốc hôm đó có mấy trái mà nay nó rụng hết rồi, còn có 1 trái à. Lên cây mít nè. Cây mít thì trái lủng lẳng quá chừng luôn, mà mình không có biết tỉa nó đó, nó không có biết tỉa bớt trái, với lại nó xa nó nằm vậy mình không biết làm sao, nên trái thì không có to mà có 1 cái quá nhiều hả, mấy chục trái luôn mà nó đều đùa hết. Rồi mình qua quay ở mé bên đó cũng có 2 trái nữa đó. Hôm nay mình hái được 2 trái bầu tròn ha, siêu to khổng lồ, với một ít dưa leo đậu bún ha. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người xem hết video của mình ha. Các bạn thích thì cho mình xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.